nhá. Các bạn theo mình đi vào thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải tại cột cờ Lũng Cú. Để nó hơi mờ một chút. Xin mời các bạn theo mình nhé. Giờ mình sẽ quay lại. Phía đằng xa kia là cột cờ Lũng Cú. Các bạn ơi, nhà bên này rất đẹp nhé. Bên này là nhà dân. Anh Báo này vào uống cà phê. Đi theo anh Báo nhé. Mình còn kết bạn với cả chủ quán thì phải. Và không gian ở đây. Chào quán nhá. Ôi trời. Ở đây. À, chào em. Được. Cho anh trà gừng đi, trà gừng đi cho nó ấm đi. Thời tiết đang lạnh em ạ. Trà gừng. Mình vào xem gia đình nhé. Mình mời các bạn xem anh Táo thổi sáo tại quán cà phê Việt Bắc. Thank you.